Dạ bạch sư ạ, câu hỏi từ Hành Đà Chí Tịch ạ. Dạ con bạch sư cùng một phước thiện nhưng liệu có thể cho ra hai quả khác nhau nếu có hai khuynh hướng tâm khác nhau không ạ? Có thể cùng một cái việc phước thiện mình có thể ước muốn được nhiều thứ, gieo một nhân mà nó sẽ ra nhiều quả khác nhau. Ví dụ như là cùng một cái phước đó là giữ giới thôi, ví dụ như là một ngày nào đó mình giữ bát quan trai giới trong một ngày một đêm, rồi sẽ có khởi lên cái ước nguyện được sống lâu này, này mạnh khỏe này, an vui này, sắc đẹp trí tuệ này, có nhiều tài sản này, có nhiều quyền lực này. Đấy là mình có thể ước nguyện như vậy và chứng đắc niết bàn này. Có thể có nhiều cái ước nguyện khác nhau và nếu như cái phước đó nó mạnh, nó có thể thành tựu được nhiều cái quả phước như vậy. Hay là một cái hành động là bố thí thôi, mình cũng nguyện là chứng đắc niết bàn trong ngày vị lai này. Khi chưa chứng đắc niết bàn thì nguyện được sinh chư thiên, được làm thiên nam này, có những cái tòa lâu đài cung điện bằng vàng bạc châu báu này. Thì nó cũng thành tựu, hoặc là sinh trở lại làm người thì được sống lâu mạnh khỏe, ăn vui sắc đẹp trí tuệ. Mình có thể đấy là những cái ước nguyện nó đại để là như vậy. Để hoặc là cũng một cái việc phước thiện đó nó cũng có thể cho quả nhiều lần. Mình có thể ước nguyện là sẽ được tái sinh làm người, hưởng hết cái phước ở cõi người, rồi cũng cái phước lành này lại được tái sinh lên chư thiên, lại hưởng phước ở chư thiên. Thì cũng một cái nhân đấy nó cũng có thể nó cho ra quả một lần sinh làm người, lần sinh làm chư thiên, nó đều có ha. Ví dụ như là nói một cái ví dụ như là cái thời xưa mà có một vị tỳ kheo đi vào một cái túp lều của một cái người nông dân, tức là người nông dân có một cái túp lều để trông coi cái khu vườn của mình. Thì cái vị tỳ kheo đó đến đó và hành thiền, và vị đó chứng quả A-la-hán ngay trong cái túp lều đó. Thì cái lúc đấy cái người chủ cái lều đấy mới đi đến mới hỏi là ai ở trong lều của ta. Thế là cái vị tỳ kheo nói là ta là tỳ kheo, ta đang hành thiền ở trong này. Thì cái vị gia chủ đó mới khởi lên cái tâm hoan hỷ, bảo lành thay sa thú sa thú. Thưa ngài, ngài cứ hành thiền ở đấy, ngài hãy sử dụng cái chú xứ đó. Ngài tu tập chú xứ đó, và vị đó rất là hoan hỷ. Thì lúc đấy Đức Phật dùng cái tha tâm thông, và Đức Phật biết cái điều đó. Và Đức Phật đã tán thán cái vị gia chủ đó là nhờ cái công đức phước thiện hoan hỷ cho một vị tỳ kheo mà thực hành trong cái túp lều của mình, thì ông nhờ cái nhân này mà ông sẽ có 7 lần sinh làm vua cõi trời, tức là 7 lần sẽ làm vị vua trời đế thích, tức là một cái nhân thiện rất là lớn, và nó sẽ trổ quả rất là nhiều lần như vậy. Đấy là có thể là một nhân mà sẽ sinh ra nhiều quả là thế.